Hôm đó không biết lẹ không chị? Không biết lẹ. Con đây con chị. Cái con này thì nó gì? Anh là anh thích đi chơi. Chị dẫn ra con kia chơi. Mọi người đang khen là chó đẹp. Không, con này do bữa giờ nó ăn thịt dữa. Sâu tết. Eo bánh mì luôn á. Nói chung là nó giống như là cục xúc xích vậy. Đi đâu? Nhà anh thích đi chơi. Cao nhảy cái ẩm xuống đó vậy. Thịt quá, thịt quá trời quá đất. Thịt không à? Thịt không à. Ông núc luôn á. Đã ghê á. Mà cắt cái lông. Còn á. Ừ. Mà em nấm luôn kìa. Thôi, vô. Cho mình vô ngồi vậy hả? Nó không sợ đâu. Đẹp quá. Đi qua đây luôn luôn luôn. Chu bên trèo lên nó chở bên đi được luôn á, nó chở nó cửa bên cửa nó được luôn á. Tên gì á? Tên gì vậy? Dạ tên Milu. Milu à? Trời giống Milu vậy tao vậy. Trời ơi, con này. Trời, cái lông do lông của nó chứ thiệt này nó nhỏ mà đúng không? Lông nó to chị, lông Milu Milu. Dễ thương quá. Trời ơi, ôm nó ngủ đẻ luôn á. Sạch. Đây, đi vô đây. Vô quán nè, vô quán nè. Chặt quá à chị. À, xíu chặt vô không rớt á. Con nó không rớt mấy lần. Đi, đi vô đây. Hôm qua nó chạy mấy lần rồi. Vô đây, vô đây. Qua đây, qua đây, qua đây. Chắc ngồi ngoài sâu kìa. Ngồi đây đi ha. Rõ đội hình đó. Chạy gì xem ngoài kia còn bàn. Ngoài kia em xe nó rộng. Lô, lô chạy nhanh quá nè. Mua. À cũng được, quay mà nó đi ha. Đi lô, đi. Em ơi em dọn vô anh bà này.